Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như quốc tế, cũng như tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ Trung Quốc. Một đợt mưa kéo dài đang hoành hành tại hai miền Đông và Nam Trung Quốc đã khiến cho mực nước sáng thứ tư tại hơn 50 con sông vượt mức báo động. Chính phủ Trung Quốc đã ngay lập tức đã phải phát đi các thông tin và các cảnh báo hiện tượng mưa lớn, lũ quét đến dân cư sinh sống tại hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây. Sáng thứ Tư, Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn và lũ vì hơn 50 con sông ở hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây đã vượt mức báo động. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo mưa lớn màu xanh sau khi dự báo 6 tỉnh miền Nam và Đông nước này gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Tây Tạng tiếp tục xảy ra các trận mưa xối xả trong vòng 24 giờ tới. Một số địa phương ở tỉnh Quảng Đông cũng phát đi báo động đỏ về lũ lụt, trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu của tỉnh này vừa phát đi báo động đỏ vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ đêm thứ Tư đến ngày thứ Sáu, miền Nam và Đông nước này lại tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn. Trong đó, từ 20 giờ ngày thứ Năm đến 20 giờ ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, một số nơi xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 100 đến 180mm một ngày. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 22 con sông vượt mức báo động. Tính đến sáng ngày thứ Ba, gần 85.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hòa Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này vào hôm thứ Ba. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 trong bối cảnh mưa lũ có nguy cơ đe dọa lưu vực sông Châu Giang. Cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, đài CGTN vào hôm thứ Hai đầu tuần dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cho hay, mưa lớn dự báo ảnh hưởng tới nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc trong các ngày thứ Ba và thứ Tư mang theo dông bão và gió giật mạnh. Lũ lụt vượt mức cảnh báo có thể ghi nhận tại một số con sông ở khu vực mưa lớn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát đi ứng phó khẩn cấp cho 7 khu vực cấp tỉnh, bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lũ lụt, đảm bảo an toàn hồ chứa cũng như tăng cường kiểm soát và phòng chống lũ lụt. Dông, gió giật và mưa đá cũng đã được dự báo sẽ xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Những cơn dông và mưa đá rải rác kèm theo gió mạnh và mưa đá xảy ra ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy. Mưa cũng đã xảy ra ở thủ đô Trung Quốc trong ngày thứ Hai. Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày thứ Hai kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ lụt khi lũ đổ bộ vào lưu vực sông Châu Giang phía nam đất nước, Tân Hoa Xã đưa tin. Trước đó, một đợt mưa xuất hiện từ hôm thứ Sáu tuần trước đã khiến mực nước trên 33 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,7 mét. Và hôm thứ Năm tuần trước, một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trước đó, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với lũ lụt ở các khu vực miền Trung và Tây Nam nước này. Vào thời điểm đó, nhiều con sông ở các khu vực cấp tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu được dự báo có mực nước tăng mạnh. Do đó, giới chức Trung ương yêu cầu các địa phương chuẩn bị phòng ngừa. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn có khả năng quét qua lưu vực sông Châu Giang. Theo dự báo, mực nước ở các con sông chính của khu vực, trong đó có Tây Giang, Bắc Giang, ước tính sẽ dâng lên. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Quảng Tây và Quảng Đông để chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4, trong đó cấp 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Trước những báo động khẩn cấp, người dân tại các vùng bị ảnh hưởng tại Trung Quốc đang sơ tán để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể, bởi rút kinh nghiệm từ trận mưa lũ vào tuần trước. Tại phường Hoàng Cổ Trấn, nơi này đã ghi nhận những thiệt hại quá lớn về người và tài sản.
trước khi đưa ra các cảnh báo về mực nước vượt mức báo động trên 50 con sông. Trận mưa xối xả đổ xuống Trung Quốc vào tuần trước đã nhấn chìm Phượng Hoàng cổ trấn, đã có 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất. Theo báo cáo của các quan chức Trung Quốc vào tuần trước cho hay, mưa xối xả nhiều tuần nay ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam có 10 người thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la. Vào cuối tháng trước, lũ lụt và lở đất đã giết chết 8 người ở tỉnh Phúc Kiến, ven biển, 5 người ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam và 2 trẻ em bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Tây. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mùa mưa lũ năm nay, bắt đầu từ tháng này, sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhờ các nhà khoa học đã cảnh báo thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía Đông Châu Á, bao gồm miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm 2021. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không để ý đến 5 cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa xối xả. Nước lũ tràn vào các đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và 12 người trong số đó thiệt mạng. Trước mùa mưa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Lũ trong mùa mưa gây ra những ảnh hưởng xấu đối với mùa màng, khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân Trung Quốc đã trở nên khó khăn hơn sau khi bị cơn lũ quét qua. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng thời tiết cực đoan này. Biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người có thể là nguyên nhân chính kích hoạt các trận mưa lớn dài kỷ lục, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh Trung Quốc. Vì vậy cũng đặt ra vấn đề, ngoài việc đề phòng khắc phục hậu quả mưa lũ thì việc bảo vệ môi trường cũng góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của hiện tượng thời tiết cực đoan này. Dù đã đưa ra các cảnh báo những diễn biến của thời tiết là điều khó kiểm soát. Một khi mưa tiếp tục trút xuống 50 con sông tại hai miền Đông và Nam của Trung Quốc, những thiệt hại mà đất nước này phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp và khó có thể dự báo trước được. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đưa tin số người chết vì hai trận động đất mạnh ở Trung Quốc đã tăng lên 11 người vào hôm qua, với 122 người bị thương. Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được số người sống sót khỏi đống đổ nát. Trận động đất 5,9 độ Richter kéo theo một trận động đất nhỏ hơn với cường độ 5,2 độ Richter đều có độ sâu 10 km và tập trung gần quận Channing, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết. Các trận động đất cách nhau khoảng 30 phút đã tấn công tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc vào cuối ngày hôm qua, làm rung chuyển các thành phố trọng điểm trong khu vực như Thành Đô, thủ phủ tỉnh này và đô thị Trùng Khánh. Theo hình ảnh được đăng trên phương tiện truyền thông trong nước, người dân hoảng hốt đổ xô ra đường và động đất làm nứt nhiều tòa nhà. Các nhân viên cứu hộ đã cứu sống một số người khỏi đống đổ nát gần tâm trấn trong một khu vực chủ yếu là vùng nông thôn. Truyền hình Trung Quốc cho biết thêm, hồi tháng 5 năm 2008, Tứ Xuyên đã hứng chịu một trận động đất lớn làm gần 70.000 người thiệt mạng. Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter khác cùng vừa xảy ra đêm qua tại khu cửu trại câu tỉnh Tứ Xuyên làm ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác nghi đã chết. Theo hãng tin AFP, hãng thông tấn Trung ương Tân Hoa Xã cho biết có 7 người chết và 88 người bị thương trong vụ động đất, trong đó có 21 trường hợp bị thương nặng. Cũng theo Tân Hoa Xã, trong số những người thiệt mạng có ít nhất 5 du khách tới du lịch tại khu vực xảy ra động đất ở cửu trại câu Jiujiaigu.
Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin có 9 người chết, trong đó có 6 du khách và hơn 130 người bị thương. Tuy nhiên, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Trung Quốc ước tính có khoảng 100 người rất có thể đã chết trong vụ thiên tai. Căn cứ vào dữ liệu thống kê nhân khẩu năm 2010 của khu vực miền núi có dân cư sống rải rác của tỉnh Tứ Xuyên, hơn 130.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc mọi nguồn lực để mau chóng cứu hộ những người bị thương trong thiên tai. Chị Tang Sheng Sheng là chủ một nhà hàng ở thị trấn Cửu Trại Câu đã phải tháo chạy khi cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân. Chị nói, tôi cũng từng ở Cửu Trại Câu năm 2008 khi trận động đất lớn năm đó xảy ra nên tôi biết nó như thế nào. Lần này tôi cảm thấy trận động đất thậm chí còn mạnh hơn. Theo chị Tang Sheng Sheng, mọi người đều đã ra khỏi nhà và tập trung tại khu quảng trường lớn, tránh xa những tòa nhà cao tầng và cũng chưa dám quay trở lại vì sợ các tòa nhà đổ sập. Nhiều người vẫn đang ngồi trong ô tô vì nghĩ như vậy an toàn hơn. Trận động đất xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút giờ địa phương, lúc 20 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam ở khu vực không xa so với nơi từng xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Richter năm 2008, từng khiến 87.000 người chết và mất tích. Theo cơ quan địa chất Mỹ, trận động đất tối qua có tâm chấn nằm ở khu vực cách thành phố Thành Đô 284 km về phía Bắc, ở độ sâu 10 km. Khu vực xảy ra động đất là vùng Cửu Trại Câu, nơi có di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và nổi tiếng với những thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú. Cũng theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày hôm qua có hơn 38.000 du khách đã tới Cửu Trại Câu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!